Như đã nói thì ở trận đấu gặp Thái Lan, Indonesia đã thua 2 bàn ở 5 phút đầu của mỗi hiệp đấu. Văn Thanh sẽ là người đã thay vị trí trực của Trọng Hoàng, một cầu thủ cũng đã chơi rất hay trong trận đấu lượt đi. Văn Thanh thi đấu chất ở bên phía hành lang cánh phải. Văn Thanh, như thường lệ thì anh vẫn mang áo số 17. Đường truyền của Quế Ngọc Hải, đây là Bùi Tiến Dũng. Tuấn Anh và Quang Hải sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu này. Hồng Duy. Việc được theo dõi Indonesia thi đấu trong trận gặp Thái Lan mang đến rất nhiều những điều rút ra dành cho đội tuyển Việt Nam. Và có thể thấy rằng không hề có một sự vội vàng nào cả trong cái cách mà các cầu thủ chúng ta nhập cuộc ở trận đấu này. Diễn ra cùng giờ với trận đấu này ở bảng G là cuộc đối đầu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Đường truyền Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Một tình huống mà Quang Hải chuyền bóng khi Tiến Linh đã di chuyển. Sayuri là người lần đầu tiên được sử dụng trong đội hình xuất phát ở 3 trận đấu này bên phía Indonesia, và đó là một trong những sự thay đổi của Indonesia bên cạnh Osvaldo Hay, người đá chính ngay từ đầu. Osvaldo Hay ở trận đấu gặp Thái Lan đã không được sử dụng trong đội hình xuất phát. Tiến Dũng. Pha phối hợp tốt giữa Quế Ngọc Hải và Tấn Trường để hóa giải tình huống vừa rồi. Đường truyền dài của Bùi Tiến Dũng. Không ít lần ở nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau, Bùi Tiến Dũng đã để lại dấu ấn với những đường truyền xuyên tuyến như vừa rồi. Cả Quế Ngọc Hải cũng vậy. Nhìn chung đội tuyển Việt Nam sẽ có những phương án bất ngờ dành cho đối thủ ngay từ phía các cầu thủ đá ở vị trí trung vệ. Tiến Linh. Bóng trong chân của Tuấn Anh. Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh. Trong 5 trận đấu đã qua vòng loại thì huấn luyện viên Park Hang-seo luôn tin tưởng vào bộ ba trung vệ mà ông sử dụng ngày hôm nay. Hồng Duy. Lúc này thì các cầu thủ chúng ta đang hạn chế rất kịp thời những tình huống phát động tấn công của Indonesia. Bùi Tiến Dũng. Tuấn Anh. Đó là điều mà chúng ta chờ đợi nhiều ở Tuấn Anh trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là việc phát động và phát triển những đường bóng cho đồng đội. Hồng Duy. Đó là đường truyền vào trong khu vực 16m50 dành cho Văn Toàn. Phá bóng hay của Văn Thanh. Quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu. Anh Cường hẳn còn nhớ là chúng ta đã ghi bàn trong trận đấu lượt đi từ một quả đá phạt góc giống như thế này. Người đá phạt góc là Quang Hải và người chạm bóng cuối cùng là Duy Mạnh. Và sau đó là niềm vui, là một hình ảnh ăn mừng đã để lại rất nhiều cảm xúc của Duy Mạnh. Chúng ta chờ đợi tình huống này. Phút thứ 5 của trận đấu. Quang Hải tiếp tục là người đá phạt góc. Ở trong bàn thắng mở tỷ số lần đi thì anh đã phạt góc ở một vị trí ở cột gần khung thành của Indonesia. Và phải chăng đây sẽ là bất ngờ đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra từ quả đá phạt góc của Quang Hải. Sút xa! Rất có ý đồ.
là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ cho Indonesia. Phạt lỗi rồi. Tất nhiên là phải có một quả đá phạt và hơi tiếc là nó vẫn chưa phải trong khu vực 16m50, nhưng không sao. Đây vẫn là một thời cơ cho chúng ta. Những tình huống đá phạt góc như của Quang Hải mà chúng ta vừa được thấy và sau đó là một cú dứt điểm là điều mà Quang Hải và Văn Quyết đã không ít lần thực hiện trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Một cú vô lê cực kỳ đẹp mắt. Quả đá của Tuấn Anh. Quá hay. Tại UAE năm 2016, Tuấn Anh đã từng tạo nên một siêu phẩm tại giải U23 châu Á. Tiếp tục là một cơ hội khác từ vị trí cố định của Quang Hải. Mới là phút thứ 7 của trận đấu. Quang Hải rất nguy hiểm. Tình huống chạm bóng rất đa dạng ở cách đá của chúng ta. Lần này là một quả đá phạt bóng đi sệt và đến với vị trí của Tiến Linh. Tất cả đều dường như đã nằm trong tính toán của đội tuyển Việt Nam khi mà những miếng phối hợp của chúng ta đều rất bài bản và nó cho thấy là các cầu thủ đã tập đi tập lại rất nhiều lần. Quả ném biên của Văn Thanh. Bây giờ là tình huống phản công của Indonesia. Đội bạn rất mạnh trong những tình huống tấn công ở bên phía cánh phải. Theo những con số thống kê thì ở trận đấu với Thái Lan, Indonesia thực hiện 12 tình huống bên cánh trái, 13 tình huống tấn công trung lộ và có tới 28 lần họ đưa quả bóng tiến về phía khung thành đối phương ở bên phía cánh phải. Rất nguy hiểm. Không có lỗi của các cầu thủ Việt Nam. Cơ hội phản công của chúng ta, Phạm Văn Đức. Hồng Duy. Bóng lên chân của Quang Hải. Phát triển bóng sang bên phía cánh phải với một Văn Thanh có khả năng leo biên tốt. Lỗi của Văn Toàn. Việc Văn Toàn lui về cũng là một hình ảnh quen thuộc đối với anh ở trong mùa giải V-League năm nay. Đó là việc cầu thủ này tham gia hỗ trợ phòng ngự khá hiệu quả dành cho đồng đội của mình. Như một vài pha bóng vừa rồi cũng có thể thấy là sức mạnh thể chất của các cầu thủ Indonesia là rất tốt. Văn Toàn đã ghi được 7 bàn thắng tại V-League mùa này. Và khả năng ghi bàn của anh thực sự đa dạng. Có cả sút xa, những tình huống xử lý ít chạm và cả những pha quay người rồi ghi bàn nữa. Và nói về những cú sút xa thì có lẽ chúng ta cũng nên khai thác ở trận đấu này. Quang Hải Mang Kulam sau đó đã kịp thời ngăn cản nỗ lực của Quang Hải. Ở trận đấu trước thì cầu thủ đá bên phía cánh phải của Indonesia mang áo số 14, hôm nay lại mang áo số 17. Mang Kulam đang đá tại giải hạng 2 của Hàn Quốc và là một trong những cầu thủ đá tốt nhất của Indonesia ở trận đấu với Thái Lan. Cho đến thời điểm này thì sự bóng lót của các cầu thủ phòng ngự vẫn đang được đảm bảo rất tốt. Khả năng qua người của Indonesia không thể xem thường. Như chúng ta cũng đã hỗ trợ cho nhau một cách kịp thời ở trong những tình huống truy cản. Rio của Văn Thanh. Lỗi việt vị của Osvaldo Hay. Osvaldo Hay đã ghi 8 bàn cho U22 Indonesia tại SEA Games 2019. Hôm nay thì Osvaldo Hay mang áo số 9, số áo mà Hari Yudo mang trên mình trong trận đấu với Thái Lan.
Đây đều là những cầu thủ đang đá trên hàng công của đội bóng áo trắng. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Alali Ahmad, người Kuwait. Bắn toàn! Dứt điểm! Không vào! Đọc tình huống nhanh. Nhưng tôi ước gì Văn Toàn trong tình huống vừa rồi phát huy thêm sở trường bằng khả năng đi bóng tốc độ của mình để tiến gần hơn tới khung thành đối phương. Đọc tình huống quá hay. Đó là một pha bóng mà Văn Toàn đã phát huy được khả năng đọc tình huống và di chuyển không bóng của mình để có một cơ hội dứt điểm. Văn Toàn và Tiến Linh hay Phan Văn Đức ở mùa giải này đều đã có những pha ghi bàn rất hay ở ngoài khu vực 16m50. Và với Văn Toàn thì anh đã nói rằng huấn luyện viên Kia Thi Sắc đã truyền cho anh cảm hứng để tự tin hơn thực hiện những cú đá ngoài vòng cấm. Các cầu thủ Indonesia với nền tảng về thể chất của mình đã chủ trương chơi áp sát ngay bên phía phần sân của đội tuyển Việt Nam. Sự áp sát có thể nói là lời thực hiện liên tục. Indonesia phạm lỗi tương đối nhiều từ đầu trận đến giờ. Và một trong những pha bóng như vậy thì Văn Toàn đã bị ngã ở một vị trí rất gần với vòng cấm địa của đối phương. Những pha đột phá như vậy có thể sẽ là một yếu tố mà chúng ta có thể khai thác được từ một đội tuyển Indonesia có sức mạnh thể chất nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu như thế này. Tuấn Anh tiếp tục phát triển bóng sang bên phía cánh phải cho Văn Thanh. Rất hay. Nhịp xử lý của Văn Thanh là quá tốt. Pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh. Không được. Chỉ có một quả đá phạt góc với chúng ta khi mà trong tình huống vừa rồi thì Ridho, trung vệ của đội bóng áo trắng, đã phá bóng ngay trước mũi giày của một chân sút áo đỏ. Đó là Phan Văn Đức, một người âm thầm từ đầu trận đến giờ nhưng luôn là người tạo ra những khoảnh khắc có thể khiến cho đối thủ phải bàng hoàng. Nhưng pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh xứng đáng là một trong những pha phối hợp hình mẫu quá hay. Và lại là Quang Hải với quả đá phạt góc của mình. Nguyễn Ngọc Hải, lại là Tuấn Anh. Cũng là một tình huống phối hợp tôi nghĩ rằng đã được tập luyện. Một quả bóng hướng về cột xa của Quang Hải và Nguyễn Ngọc Hải thay vì dứt điểm thì chuyền bóng ngược lại cho Tuấn Anh, vốn sút xa rất tốt. Có thể thấy rằng cho đến thời điểm này thì Tuấn Anh đang là vị trí tạo ra nhiều điểm nổ nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Anh đang là một cầu thủ làm nhiệm vụ che chắn hoàn hảo khu vực giữa sân và có những tình huống dứt điểm bằng cả hai chân về phía khung thành của Aga Guinata. Và nhìn những pha bóng mà Tuấn Anh thể hiện đến lúc này thì chúng ta đã hiểu vì sao Tuấn Anh đá chính ngay từ đầu, bởi rõ ràng đó là một mắt xích trong những pha phối hợp đã được rèn kỹ của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh bị phạm lỗi. Lợi thế cho chúng ta. Có lẽ cần phải có thẻ vàng dành cho đội tuyển Indonesia với những pha phạm lỗi liên tục như thế này. Các thế hệ đội tuyển Indonesia khác nhau luôn tạo ra ám ảnh bởi những pha phạm lỗi rất quyết liệt. Chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Satria. Đánh đâu? Một vị trí dứt điểm còn xa so với khung thành của thủ môn Indonesia đến từ Phan Văn Đức. Văn Toàn áp sát. Sự có mặt bất ngờ của trung vệ Quế Ông Hải. Pressing tầm cao rất hiệu quả. Văn Toàn.
đội bóng của chúng ta trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt như tại Dubai đang tính tới việc phân phối thể lực cho một trận đấu kéo dài 90 phút. Rất nhiều trận đấu dưới thời Olympic Park Hang-seo thì chúng ta thường pressing tầm cao sớm để gây áp lực về khung thành đối phương. Nhưng ngày hôm nay không phải là một thế trận như vậy, bởi đây là một điều kiện thi đấu tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Đường chơi của Tuấn Anh. Tôi nghĩ rằng lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang tập trung bóng cho những cầu thủ có nền tảng thể chất tốt của mình. Đặc biệt là Văn Thanh ở bên phía cánh phải được sử dụng khá nhiều từ đầu trận đến giờ. Và Văn Thanh với một thân hình dày người, khả năng lên công về thủ như một cầu thủ con thoi, cũng đã phát huy khá hiệu quả được khả năng của mình ở bên phía cánh phải. Hồng Duy. Văn Thanh. Đường chuyền đầy cảm giác nhưng nó vẫn hơi sâu. Nhưng đó là một pha chuyền bóng rất có cảm giác của Văn Thanh. Đó là một tình huống mà Tiến Linh đã lùi xuống để cho Văn Toàn âm thầm băng lên. Anh Cường có thể thấy là dù Tiến Linh về lý thuyết được xếp là tiền đạo mục tiêu, nhưng người thường xuyên xâm nhập vào khu vực cấm địa của Indonesia đến lúc này lại là Văn Toàn. Không có gì cả, nhưng đó là một pha bóng mà chúng ta không thể chủ quan với sự xâm nhập của Sajuri. Phan Văn Đức. Quang Hải. Có thể thấy là ngày hôm nay thì tính tổ chức trong lối chơi của Indonesia trong những phút đầu trận là tốt hơn trận đấu gặp Thái Lan. Quế Ngọc Hải. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa. Indonesia đang chơi cực rắn. Và thẻ vàng tiếp theo được trọng tài rút ra dành cho đội bóng này. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 13 Arianto. Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Cú đá thẳng vào chân của Tiến Linh. Thêm một quả đá phạt nữa cho chúng ta. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước Yemen, Quang Hải đã tạo ra một bàn thắng tuyệt vời với một cú đá phạt ở ngoài khu vực 16m50. Tất nhiên khoảng cách của quả đá phạt này là xa hơn rất nhiều so với khi anh tạo nên sự bùng nổ trước Yemen. Nhưng nó vẫn là một cơ hội cho chúng ta. Cú đá của Quang Hải. Chiếc thẻ vàng dành cho số 19 của đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu tiêu tốn rất nhiều năng lượng của các cầu thủ Việt Nam. Ở pha bóng vừa rồi thì một lần nữa chúng ta thấy Văn Toàn mang áo số 9 cũng đã lùi về rất nhanh để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Indonesia nổi tiếng là một đội bóng khi thi đấu với tinh thần tốt thì họ rất tập trung và có một kết cấu đội hình chắc chắn. Nhưng một khi tinh thần đi xuống thì đội bóng này lại dễ dàng bị vỡ trận. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoan hô Văn Toàn, cho dù trong pha bóng vừa rồi tiền đạo của chúng ta không tạo ra được một pha dứt điểm, nhưng tốc độ tuyệt vời của Văn Toàn đã tạo nên một tình huống trông chênh nơi hệ thống phòng ngự của đối phương.
Thật khó tin là trong tình huống vừa rồi hoàn toàn thất thế, nhưng Văn Toàn vẫn tạo ra một pha áp sát và khiến cho thủ môn đội bạn phải băng ra và thiếu chút nữa mắc sai lầm. Không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì từ những cầu thủ Indonesia nữa. Họ đang đá bóng hay đá người đây? Tuấn Anh, Văn Toàn hay Xuân Trường hẳn không thể quên trận chung kết ở giải U19 Đông Nam Á năm 2013 khi chúng ta cũng gặp Indonesia, và đó là trận đấu mà chúng ta cũng liên tục phải đối mặt với những pha vào bóng dữ dằn của những cầu thủ trẻ Indonesia. Diễn biến của tình huống vừa rồi là khá nhanh nên không hiểu là trọng tài có dành cho cầu thủ Indonesia một chiếc thẻ phạt hay không. Nếu như đó không phải là một tình huống phải nhận thẻ phạt thì đó là điều quá may mắn với Indonesia. Hay! Nhưng đã có lỗi việt vị của Tiến Linh rồi. Nhưng đó là một pha bóng rất sáng được. Nó giống hệt như đường truyền mà Trọng Hoàng dành cho Tiến Linh ở trong trận đấu lượt đi để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Luôn là những đường bóng khai thác vào khe hở của các trung vệ bên phía Indonesia. Tiến Linh thì rất hay với những pha bóng kiểu như vậy. Cực kỳ quyết liệt. Trọng tài phải đến bây giờ mới thổi còi. Đó chắc chắn là một pha bóng triệt hạ. Trước đó thì Quế Ngọc Hải đã phải diễn tả lại pha phạm lỗi ác ý của đối phương, và lần này đến Văn Thanh để trọng tài Ahmad có thể nhận ra sự nghiêm trọng từ lối đá của Indonesia. Thực sự là các cầu thủ Indonesia đang không đá bóng mà đá người thật. Rất phi thể thao. Tôi nghĩ rằng lúc này thì trọng tài cần phải có những bài học dành cho những cầu thủ của Indonesia. Nếu không thì những pha bóng như thế này sẽ vẫn còn tái diễn. Đó là một cú đạp vào gầm giày. Nếu như Tuấn Anh không kịp thu cái chân của mình lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra trong pha vào bóng rất ác ý vừa rồi. Lúc này thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã mở tỷ số vào lưới của Thái Lan. Đường truyền của Duy Mạnh. Tiến Linh, Văn Toàn, xuất bóng. Tuyến 2 đang là nơi xuất phát từ những pha dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Văn Thanh. Duy Mạnh. Tuấn Anh, hợp lý. Hồng Duy, Hồng Duy, Hồng Duy. Cơ hội đánh rơi. Hoàn Hồng Duy với pha đi bóng qua hai cầu thủ của Indonesia. Đó là một trong không nhiều những tình huống mà Hồng Duy dâng cao và phát huy được sở trường của mình. Văn Toàn rất hay. Quá hay. Yodo. Pha bóng đơn giản với chúng ta. Phan Văn Đức. Tiến Linh. Indonesia chơi thận trọng, không dâng cao đội hình. Và vì thế mà Tiến Linh cũng không thể vội vàng phát triển bóng trong tình huống vừa rồi. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với bản lĩnh và trình độ. Chúng ta không sa đà vào những pha bóng trả đũa đối thủ, mà hạn chế những tình huống có thể gây ra những pha va chạm không cần thiết.
Và đặc biệt là bây giờ thì các cầu thủ đang thi đấu với một cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Cho dù những gì diễn ra cho đến lúc này tạo ra cảm giác với rất nhiều cổ động viên của chúng ta là một cuộc đối đầu giữa những cầu thủ đá bóng và những võ sĩ. Các tình huống xử lý hay những tình huống tranh chấp của đội tuyển Việt Nam vẫn được thực hiện một cách rất chừng mực. Phan Văn Đức, Tiến Linh, Quang Hải. Tuấn Anh, Văn Thanh. Văn Thanh đã hướng quả bóng rất có ý đồ tới vị trí của Phan Văn Đức. Vẫn là Tuấn Anh quá hay. Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Cho dù đã phải đối mặt với một tình huống vào bóng đầy ác ý của đối thủ, nhưng điều đó không ngăn cản những cầu thủ của chúng ta sẵn sàng có những pha xử lý khôn ngoan khi mặt đối mặt với cầu thủ của Indonesia. Tuấn Anh. Cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức sút bóng không được. Có cảm giác là ở vị trí nào trên sân thì Indonesia luôn muốn phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ của chúng ta. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cầu thủ của Indonesia đã lao vào Phan Văn Đức, nhưng số 20 của đội tuyển Việt Nam cũng rất khôn ngoan để tránh được tình huống vừa rồi. Và sau đó cũng đã tạo ra một cú sút nguy hiểm về phía khung thành của đối phương ở góc hẹp. Những pha xử lý mềm mại như vừa rồi cho thấy đúng là các cầu thủ chúng ta khi đối mặt với những cầu thủ chơi rất rắn của đối phương đang chơi với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nếu không thì rất khó có thể có được những tình huống vẫn đan lát, vẫn di chuyển, phối hợp qua người mềm mại như thế. Quả đá phạt góc thứ 3 cho chúng ta. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì ở phút 30 của mỗi hiệp đấu, cầu thủ hai đội sẽ được nghỉ uống nước. Đó gọi là khoảng cool break. Hồng Duy sẽ là người đá quả phạt góc bên phía cánh trái. Quang Hải! Nhịp bóng đầu tiên không được nhí. Và sau đó là nỗ lực của Tuấn Anh. Hồng Duy! Vẫn còn. Bùi Tiến Dũng truyền bóng cho Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh. Hàng phòng ngự của Indonesia không thể không mệt với việc phải đối mặt với rất nhiều hướng tấn công khác nhau của đội tuyển Việt Nam ở trong những phút vừa rồi. Ở hai biên là Hồng Duy và Văn Thanh. Quang Hải và Tuấn Anh sẵn sàng là những cầu thủ thực hiện các cú sút về phía khung thành của Indonesia. Năm 2019 ở Asian Cup thì các cổ động viên của chúng ta đã tạo nên những mỹ đình thu nhỏ. Và tại giải đấu lần này thì các cổ động viên của chúng ta phải trải qua những điều kiện rất ngặt nghèo để có thể được góp mặt cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ ngày hôm nay. Có khoảng 200 cổ động viên có mặt ngày hôm nay. Và để có mặt thì các cổ động viên phải đã được tiêm 2 liều vaccine và xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Dù bất kỳ nơi đâu, ở Thường Châu, hay tại Dubai, hay tại Hàn Quốc với giải U20 thế giới, chúng ta đều thấy màu đỏ từ những khán đài mà các cổ động viên tuyệt vời của chúng ta tạo nên. Thank you.
Quý vị đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Quý vị cũng có thể theo dõi website thetthao.vtv.vn hoặc ứng dụng VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam để chiêm ngưỡng lại những tình huống đáng chú ý nhất trong 30 phút vừa qua của trận đấu. Cho đến trước khi diễn ra trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Xếp thứ hai là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với 9 điểm. Thái Lan và Malaysia cũng có được 9 điểm và xếp ở các vị trí tiếp theo. Indonesia đã có được điểm số đầu tiên ở trận đấu với Thái Lan và hiện đang đứng cuối cùng của bảng G. Tuấn Anh bao phủ trên một phạm vi rất rộng ở trên sân. Suy Mạnh. Khả năng mở những đường bóng dài như thế này cũng là điểm mạnh của Tấn Trường. Tuấn Anh. Phan Văn Đức đã di chuyển khi Tuấn Anh bắt đầu thực hiện đường chuyền. Đúng là những tình huống 50-50 như vậy luôn mang đến một cảm giác ghê sợ từ những tình huống vào bóng của các thủ Indonesia. Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Tuấn Anh đang quán xuyến một cách hoàn hảo khu vực giữa sân. Tuấn Anh, một pha phơ và trung dọc. Văn Thành, Văn Toan. Đó là một pha bóng mà Văn Toàn luôn làm rất hay. Tốc độ xuất phát rất cao và chuyển trạng thái đột ngột khiến đối thủ bị trôi đi. Và pha ngoặt bóng như vậy sẽ mở ra một cánh cửa rộng lớn đến với khung thành của đối phương. Chúng ta có thể hiểu được sự tiếc nuối của Văn Toàn ở pha bóng vừa rồi khi cầu thủ đối phương đã kịp thời phá bóng. Quả đá phạt góc thứ tư cho đội tuyển Việt Nam. Bên cánh trái là Hồng Duy, còn bên cánh phải là Quang Hải. Bóng hướng về vị trí của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh, đường chuyền cho Tiến Linh. Hai cầu thủ Indonesia đang nằm sân. Và có thể thấy là Tiến Linh rất fair play khi thấy cầu thủ đội bạn nằm sân thì chính Tiến Linh là người ra dấu để trọng tài cho dừng trận đấu. Khi xếp Tuấn Anh ở trong đội hình xuất phát thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã giao cho Tuấn Anh một nhiệm vụ đặc biệt. Quán xuyến gần như toàn bộ những pha bóng 2 ở ngoài khu vực 16m50. Khi chúng ta được hưởng những tình huống cố định. Và cho đến lúc này thì Tuấn Anh đang làm rất tốt. Nhìn những cầu thủ thi đấu đẫm mồ hôi mới thấy nghị lực của các chàng trai áo đỏ đến lúc này là tuyệt vời thế nào. Cầu thủ của Indonesia vẫn chưa được phép vào sân. Quang Hải. Phan Văn Đức. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Và vừa rồi là tình huống xâm nhập của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh sẽ được đưa ra nghỉ và người góp mặt là Xuân Trường. Không biết là có vấn đề gì với Tuấn Anh sau những tình huống vào bóng rất ác ý của đối phương hay không. Rất đáng hoan nghênh cho Tuấn Anh với 35 phút đáng nhớ mà anh để lại ở trên sân.
35 phút rất bình tĩnh từng trải và quên mình để mang đến một sự ổn định tối đa cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam và tạo ra một sợi dây liên kết cần thiết. Nhưng sự xuất hiện của Xuân Trường cũng mang lại những quả đá phạt góc chất lượng. Đánh đâu? Không vào! Ngay khi vào sân thì Xuân Trường đã phối hợp cùng với đồng đội để tạo nên một tình huống sóng gió. Đó là một pha bay người đánh đầu rất hay. Và để có những pha đánh đầu khó như vậy thì có lẽ không ai làm tốt hơn Tiến Linh. Chúng ta không thể quên bàn thắng của Đức Trinh vào lưới của U23 Iraq ở tứ kết của U23 châu Á năm 2018 cũng với một quả đá phạt góc của Xuân Trường. Từ đầu trận đến giờ thì phải nói là Indonesia chưa thể có được những pha phối hợp sắc nét. Abhimanyu ở trận đấu với Thái Lan mang áo số 17. Và là người thực hiện đường truyền cho Karek Agung ghi bàn thắng gỡ hòa. Hôm nay thì anh mặc áo số 8. Nhưng ngay cả khi thay đổi số áo thì vẫn là một Indonesia như vậy. Đá bóng quyết liệt một cách thái quá. Đây cũng có thể là điểm mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác. Indonesia là một đội bóng còn rất trẻ và rất có thể là họ đã sớm bung sức. Quang Hải. Pha xử lý tốt của Duy Mạnh. Lúc này thì chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã dẫn Thái Lan với tỷ số 2-0. Quãng nghỉ vì Covid-19 là một quãng thời gian quý giá với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ở thời điểm năm 2019, vào thời điểm cuối năm đó thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đá rất tệ. Nhưng quãng thời gian nghỉ gần 2 năm đã giúp họ thay đổi về con người. Có thêm những cầu thủ nhập tịch như Lima đến từ Brazil. Và thực sự họ đang tỏ ra rất mạnh khi lại có thêm lợi thế sân nhà. Một pha ngăn cản tốt. Phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Lương Xuân Trường. Chọc khe. Đường truyền hợp lý dành cho Văn Thành. Văn Toàn. Văn Toàn là người luôn rất sẵn sàng nhận những quả chọc khe của Tuấn Anh hay Xuân Trường. Phút 40 của hiệp đấu đầu tiên, đội bóng của chúng ta hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận, về tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm. Nhưng lúc này thì vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc trước Indonesia. Hồng Duy. Rất khôn ngoan, Tiến Linh đọc tình huống tuyệt vời. Hồng Duy. Duy Mạnh.
Cú tắt bóng của Hồng Duy. Đội tuyển Việt Nam áp sát rất tốt. Ở phía dưới chúng ta luôn có đủ người để kịp thời ngăn chặn những pha lấy bóng nhanh của đối phương. Đường chuyền của Tiến Linh, Xuân Trường, Phan Văn Đức. Một loạt những pha phối hợp đồng đội. Tiến Linh, Quang Hải về quả bóng quá hay. Những kỹ năng như của một cầu thủ phút san. Đường chuyền của Tiến Linh, đường chuyền hướng tới vị trí của Tiến Linh. Có không ít những tình huống ở trong quãng thời gian cuối hiệp 1 này mà đội tuyển Việt Nam thi đấu rất thoải mái và không phải nhận những sự đeo bám rát như trước nữa. Có thể là thể lực của hàng phòng ngự Indonesia cho đến phút cuối hiệp 1 này đã bị xuống sức thấy rõ và đã có khá nhiều những khoảng trống dành cho các cầu thủ chúng ta. Và có thể nói quãng thời gian ít phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên này cũng là một quãng thời gian khá nhạy cảm. Nếu như không thể tận dụng được những phút đầu trận thì chúng ta cũng có thể hy vọng vào những phút cuối trận này. Đây là Evan Dimas. Đó là pha đánh đầu pha bóng của Quế Ngọc Hải. Quang Hải phản công, chính xác, Văn Toàn. Khoảng trống trước mặt của Văn Toàn. Đối mặt với Risky, Văn Toàn sút bóng. Một tình huống mà có thể nói số 9 của chúng ta đã làm tốt nhất những gì có thể rồi. Nhưng cũng phải công nhận là ngày hôm nay Sachia, trung vệ của đội bạn, chơi rất tốt. Ngày hôm nay thì Sachia và Ridho Ramadani là cặp đôi trung vệ của Indonesia và sự tổ chức trong những pha bóng của đội bóng này đã được cải thiện rất nhiều so với trận đấu gặp Thái Lan. Rất nhiều những quả đá phạt góc dành cho chúng ta và lần này không phải là Quang Hải thực hiện quả đá ở bên phía cánh phải nữa. Xuân Trường. Bây giờ là tuyến 2. Sút bóng. Cú đá của Hồng Duy. Một cú sút từ rất xa để gây áp lực. Phút thứ 44 của hiệp đấu đầu tiên. Và Lương Xuân Trường sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Xuân Trường đánh vào. Tiếp tục là Xuân Trường. Hồng Duy. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Một quãng thời gian mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc dâng cao đội hình. Thời gian kiểm soát bóng là hoàn toàn vượt trội nghiêng về phía chúng ta. 72% thời gian kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy, Tiến Linh. Sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, sự vượt trội về những cơ hội, sự vượt trội về những quả đá phạt góc. Và chúng ta xứng đáng để có được một bàn thắng cho đến hôm nay. Nhưng nó vẫn chưa đến. Thời gian đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên là 3 phút. Pha phối hợp quá hay giữa Phan Văn Đức và Hồng Duy. Đúng là một quãng thời gian mà Indonesia không thể theo người được như trước. Tiến Linh, Xuân Trường.
Yudo đã ngăn cản cú đá của Quang Hải. Quang Hải, các cầu thủ của chúng ta chơi bóng đầy kinh nghiệm và cho thấy là những người đã rất dạn dày ở những đấu trường như thế này. Phần lớn cầu thủ đều đọc được tình huống. Văn Toàn, một pha phá bóng ngay trước mũi giày của Văn Toàn được thực hiện bởi trung vệ Ridho Ramadani. Mật độ hãm thành của đội tuyển Việt Nam tăng lên trông thấy. Những phút giây mà các cầu thủ chúng ta đang ngày một đến gần hơn với khung thành của thủ môn Agawinata. Cũng khá là khó khăn để thống kê những quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam đến lúc này khi chúng ta được thực hiện quá nhiều. Quả đá của Hải vẫn là phương án cũ. Nếu như Tuấn Anh đã rời sân thì từng người đón quả đá phạt góc của Quang Hải để thực hiện cú ra chân là Xuân Trường. Đó giống hệt là một bản photocopy tình huống mà chúng ta đã thấy ở đầu trận. Quang Hải đá phạt góc, không là Tuấn Anh thì là Xuân Trường thực hiện cú bắt vô lê. Những tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 trận đấu này, quý vị các bạn có thể theo dõi trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Đường chuyền của Quang Hải. Văn Toàn rất nỗ lực. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Duy Mạnh. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn những sự lựa chọn chất lượng ở băng ghế dự bị. Và ở những trận đấu như thế này thì mỗi đội được thay 5 cầu thủ. Hiệp 1 của cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Việc Công Phượng vào sân là sự thay đổi cầu thủ thứ hai mà huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện ở trong trận đấu hôm nay. Xuân Trường vào sân thay cho Tuấn Anh, còn Công Phượng vào sân để thay cho Văn Toàn. Đến lúc này của mùa giải thì Công Phượng cũng đã có 6 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Hy vọng rằng đội bóng của chúng ta sẽ chơi với một sự hiệu quả lớn hơn nữa trong hiệp đấu thứ hai này, và hy vọng rằng ông trọng tài người Kuwait Alawi Ahmad cũng sẽ bắt chính xác hơn trong những tình huống ở trên sân. Hiệp đấu thứ hai vừa được bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ hai này thì đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Như vậy là Vickery cũng đã được tung vào sân để thay cho Chayori số 15. Đường chuyền của Hồng Duy. Công Phượng phải chạm bóng đầu tiên. Xuân Trường. Không vào. Thủ môn đội bạn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi của Xuân Trường. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta, bởi cú ra chân này của Xuân Trường, bóng cũng chưa chạm tay của thủ môn đội bạn, nó chạm vào xà ngang trong sự nuối tiếc của chúng ta. Bóng đi vừa căng vừa xoáy trong cú đá vừa rồi của Xuân Trường. Đó là một cú sút ngay của cầu thủ bên phía đội tuyển Indonesia. Và đó là người mới được tung vào sân, Vickery. Vickery cũng là một trong những cầu thủ đã chơi tại SEA Games 2019. Nhờ trận đấu với đội tuyển Việt Nam chúng ta thì cầu thủ này không được đá chính. Đó là trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia.
Phạm Văn Đức. Ở đầu các hiệp đấu thì đội tuyển Việt Nam vẫn luôn gây ra nhiều thử thách cho thủ môn đối phương bằng những cú đá từ xa. Đầu hiệp 1 là cú vô lê của Tuấn Anh, còn ngay đầu hiệp 2 này là cú sút từ xa rất ấn tượng của Xuân Trường. Quả đá phạt lên dành cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường, đường chuyền một chạm chính xác. Quang Hải, cánh trái đang là Hồng Duy. Những pha trả bóng nhanh của Xuân Trường. Quả phát bóng lên cho Indonesia. Nếu như ông Park Hang-seo sử dụng Văn Hậu trong những phút tới thì cũng có thể là một giải pháp đặc biệt cho những tình huống mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta được hưởng phạt góc. Chiều cao tốt, Văn Hậu là một cầu thủ có thể biến những quả đá phạt góc thành những thời cơ cho chúng ta. Chính Văn Hậu là người đã mở tỷ số trong trận chung kết SEA Games với Indonesia bằng một pha đánh đầu ghi bàn sau quả đá phạt của Hùng Dũng. Phan Văn Đức, Văn Thành và Phan Văn Đức. Văn Thành rất nhịp nhàng tiến lên. Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo cho đến cú dứt điểm của Tiến Linh. Rất nhịp nhàng. Những pha phối hợp 1-2 giữa Phạm Văn Đức, Văn Thành và cú giật gót lại của Văn Thành là quá tuyệt vời, đầy cảm giác. Và tôi ước gì Tiến Linh cũng thực hiện thêm một cú đánh gót nữa cho có lẽ là Quang Hải đứng ở vị trí thuận lợi phía sau. Đó đã là pha dứt điểm thứ 10 của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu hôm nay. Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu tròn vai. Hồng Duy! Tiến Linh! Tiến Linh! Tiến Linh! Bắn gọn! Vào! Tuyệt vời Tiến Linh mở áo số 22! Các trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh. Nhưng Ahmad đã chỉ tay vào chấm giao bóng bất chấp những than phiền từ các cầu thủ, từ thủ môn Indonesia. Câu trả lời cho sự than phiền này là một chiếc thẻ vàng dành cho Agua Guinata. Và thêm một lần nữa thì Tiến Linh lại có duyên với mảnh lưới của đội tuyển Indonesia. Đó cũng là một pha bóng rất hay khi chúng ta được xem lại. Chúng ta sẽ được theo dõi một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế của Quang Hải để đưa quả bóng tới vị trí của Xuân Trường. Và sau đó là một cú mở bóng của Hồng Duy. Một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ những tố chất của một trung phong từ phía Tiến Linh. Sự quyết đoán, tốc độ và sự quyết tâm để thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ của chúng ta. Pha ghi bàn thứ 3 trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó mang lại sự vỡ hòa của huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện
và các cổ động viên. Và tôi tin rằng ngay cả bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi thì như âm vàng cũng đã vang lên để ăn mừng bàn thắng này của Tiến Linh. Và chúng ta thấy rằng các cầu thủ Indonesia dữ dội ngay cả với vị trọng tài điều khiển trận đấu. Thêm lần nữa thì Indonesia lại để thua bàn ở đầu mỗi hiệp. Thêm một tình huống lên bóng nữa. Không có gì cả. Nguy cơ đã qua đi đối với khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Còn ở phía bên kia cầu môn thì Nadio đã phải nhận thẻ vàng. Thủ môn của Indonesia đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài. Quý vị có thể theo dõi lại bàn thắng của Tiến Linh vào lưới đội tuyển Indonesia, theo dõi những thông tin cập nhật về UEFA Euro 2020, cũng như là việc cập nhật thưởng thức những thông tin mới nhất, nóng nhất của các giải đấu và các sự kiện thể thao ở trong chuyên mục VTV Sports trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số nhưng cũng cần chơi thực sự tập trung. Đến lượt Phan Văn Đức bị đau. Pha đẩy sau rất rõ ràng của Abinamiu. Ngoài một tác động bằng tay thì Abinamiu còn sẵn sàng có một tình huống kê chân đối với Phan Văn Đức. Xuân Trường đã để lại dấu ấn khi vào sân để thay Tuấn Anh. Anh chơi đúng nhịp mà Tuấn Anh đã thể hiện trước đó, đón những quả đá phạt sẵn sàng cho những tình huống dứt điểm tuyến hai, và là người đã thực hiện đường truyền rất vừa tầm để Tiến Linh băng xuống và phát huy những phẩm chất là sở trường của mình. Tiến Linh đã ghi bàn vào lưới Indonesia, tạo ra siêu phẩm vào lưới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và ngày hôm nay phá vỡ thế bế tắc cho chúng ta. Những pha phượt một chạm sẽ càng trở nên thăng hoa hơn. Hồng Duy, Quang Hải. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ vào sân đều có trình độ tương đương với những người được cho ra nghỉ. Văn Thanh, hợp lý. Phan Văn Đức, Quang Hải. Quý vị cũng đừng bất ngờ nếu Quang Hải ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Ở vòng loại Asian Cup thì Quang Hải đã từng có một pha đánh đầu rất hay vào lưới của đội tuyển Campuchia, cũng ở một thế trận rất khó khăn. Rất hay. Tiếc là bóng không tới được vị trí của Công Phượng sau đường truyền của Phan Văn Đức. Chúng tôi đã nói về việc đội tuyển Indonesia có thể chơi rất rắn, chơi rất tập trung và có một kết cấu đội hình chặt chẽ. Nhưng một khi đội tuyển của chúng ta có được bàn thắng thì điều đó có thể thay đổi 180 độ. Và những pha phối hợp mà chúng ta được thấy ở trong một vài phút vừa rồi dường như đã thể hiện điều đó. Khi mà đội tuyển Indonesia bị xuống tinh thần và không còn giữ được sự tập trung như trước nữa. Công Phượng đá phạt. Công Phượng đã không ít lần thử thách các thủ môn tại V-League năm nay bằng những quả đá phạt góc. Và thậm chí là nếu may mắn thì Công Phượng đến lúc này đã có thể ghi bàn từ những quả đá phạt góc rồi. Và vừa rồi là một thử thách dành cho Awa Winata. Chắc chắn là Liên Bang Sơ khuyến khích Công Phượng cho những quả đá thẳng, khi mà những quả đá phạt góc xuất hiện với chúng ta là rất nhiều ở trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Duy Mai. Đấy rồi, Duy Linh. Thêm một cú đá nữa. Cầu. Phan Văn Đức. Chỉ có một quả đá phạt góc chứ không phải là một quả penalty. Cú đá trước đó ở ngoài khu vực 16m50 là của Xuân Trường. Xuân Trường vào sân và chúng ta vẫn đang duy trì được nhịp tấn công rất hiệu quả, dồn dập về phía khung thành của Nadio.
Xuân Trường. Quế Ngọc Hải là người đón đường truyền của Xuân Trường, và thậm chí trung vệ của chúng ta sẵn sàng cho một pha tung người móc bóng. Quý vị có thể thấy là khi những trung vệ dâng cao thì hai cầu thủ chạy biên là Hồng Duy và Văn Thanh sẽ đá thấp cùng với Duy Mạnh bảo vệ khung thành của Tấn Trường. Phạm Văn Đức. Đây có thể sẽ là quãng thời gian mà Indonesia đẩy cao đội hình. Sẽ có những thách thức nhất định cho hệ thống phòng ngự của chúng ta, nhưng cũng sẽ có những thời cơ được mở ra cho những pha phản công vốn là sở trường của những cầu thủ Việt Nam. Một tấm thẻ màu vàng tiếp theo dành cho cầu thủ của Indonesia. Và đây là điều đã xảy ra với Tiến Linh. Những động tác vung chân có thể nói là cực kỳ nguy hiểm với thân thể của các thủ đội tuyển Việt Nam. Số thẻ mà Indonesia phải nhận cũng đang nhiều như những gì mà chúng ta được hưởng những quả đá phạt góc. Và nó cho thấy một sự khác biệt rất lớn về mặt thế trận của hai đội ở trong trận đấu hôm nay. Quang Hải có một đường kiến tạo tuyệt vời để Tiến Linh lập công. Cách mà đội bóng của chúng ta phối hợp cùng nhau để tạo nên bàn thắng mở tỷ số cũng là rất hay. Quang Hải đã hút cầu thủ đối phương với một pha chạm bóng tinh tế để bắt đầu cho tình huống mà chúng ta tạo nên bàn thắng. Chính sự khéo léo của Quang Hải đã mở ra không gian cho Xuân Trường và Tiến Linh. Số 6 cùng với số 22 đã không bỏ qua thời cơ đó để cùng nhau mang về bàn thắng mở tỷ số. Hoàng Đức sẽ là cầu thủ vào sân ở trong những phút sắp tới. Và anh sẽ là sự thay thế cho Phan Văn Đức. Hoàng Đức vào sân đồng nghĩa với việc Quang Hải có thể chơi nhô cao hơn để cùng với Tiến Linh và Công Phượng tạo ra ba vị trí trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh, Xuân Trường rất tốt, Hoàng Đức, cánh trái là Hồng Duy đang di chuyển rất thoáng, Quang Hải sút bóng. Sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguaguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai. Và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia.
Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo. Chúng ta chắc chắn là đã được giải tỏa rất nhiều sau quá nhiều những ức chế mà chúng ta phải đối mặt trong hiệp đấu đầu tiên từ đối phương. Nhưng ngay cả khi đó thì những phẩm chất chơi bóng rất hay của các cầu thủ Việt Nam vẫn được thể hiện. Và khi điều đó không còn xuất hiện ở hiệp đấu thứ hai này nữa bên phía Indonesia thì thực sự là các cầu thủ của chúng ta đã thăng hoa. Đây là lúc mà An Baktoum đã thực sự trở lại một sân bóng đá, là một sàn diễn bóng đá, chứ không còn là một sàn võ đài như những gì đã thấy trong hiệp đấu đầu tiên. Quả đá biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì các cầu thủ Indonesia đã được nếm trải cái gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp của Tiến Linh, đẳng cấp của Quang Hải và những màn ăn mừng như thể là những tượng đài ở trên sân An Baktoum vậy. Và tôi nghĩ rằng tương đối vội vàng để đánh giá tài năng của ông Shin Tae-yong chỉ qua một trận đấu này, nhưng thực sự là thất vọng với cách mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã chỉ đạo các học trò đá rắn trong hiệp đấu đầu tiên. Còn thực tế với một quá trình dẫn dắt một dàn cầu thủ trẻ của Indonesia thì sẽ cần thêm thời gian cho ông Shin Tae-yong để tạo ra dấu ấn nơi đội bóng này. Với thế trận này thì khi chúng ta đã có bàn thắng thứ hai cũng có thể nghĩ tới pha làm bàn thứ ba. Thực sự là rất khó nhớ một cầu thủ nào trên sân của Indonesia. Bởi đội bóng này không có cá nhân nào nổi trội. Và ấn tượng về Indonesia cho đến thời điểm này chỉ là những tình huống phạm lỗi mà thôi. Những sự lựa chọn con người của huấn luyện Park Hang-seo ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại đều chính xác, ngay cả khi kế hoạch của ông phần nào phải thay đổi vì Tuấn Anh phải rời sân. Hoàng Đức cũng đã từng tạo nên một siêu phẩm vào lưới của U22 Indonesia trận đấu ở vòng bảng SEA Games. Khó có thể đếm được đây đã là cú đá phạt góc thứ bao nhiêu của đội tuyển Việt Nam rồi. Quả đá phạt của Xuân Trường. Công Phương đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dứt bóng và bàn thắng thứ ba dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Duy Mạnh cũng đã để lại một hình ảnh ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi. Và hôm nay một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến. Và nó đến rất nhanh, nhanh hơn cả mong đợi. Cú chạm bóng của Tiến Linh và Công Phượng như được lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng thứ ba. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp để khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba.
Và thêm một lần nữa thì Xuân Trường tỏa sáng với quả kiến tạo từ cú đá phạt góc rất có ý đồ của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất trẻ trung ở bên ngoài đường biên. Bóng đá luôn làm cho người ta trẻ lại. Và những sự điều chỉnh của người đàn ông trẻ lại Park Hang-seo cho đến lúc này đã phát huy tác dụng rõ ràng. Xuân Trường vào sân, Công Phượng vào sân đã ghi bàn. Hoàng Đức vào sân giải phóng không gian cho Quang Hải để Quang Hải thực hiện cú ra chân sở trường của mình. Những tóm tắt về những bàn thắng của chúng ta. Tiếp theo là hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp mà ông Shin Tae-yong thực hiện. Kusenia Yudo rời sân. Một trong số hai cầu thủ có mặt ở trên sân là Muhammad Rafin. Indonesia xáo trộn số áo của các cầu thủ với hy vọng làm hoa mắt chóng mặt chúng ta. Chúng ta thì không cần phải thay đổi số áo, nhưng làm hoa mắt chóng mặt đối phương bằng màn trình diễn của mình. Một trận đấu mà Evan Imas hoàn toàn mất tích. Người duy nhất không thay đổi số áo của Indonesia, không thể để lại những dấu ấn nhất định. Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Lúc này trận đấu giữa đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Thái Lan đang có tỷ số là 2-1. Đội tuyển Thái Lan vừa gỡ một bàn với pha lập công của Muenta. Xuân Trường. Xuân Trường ngay lập tức có phong độ cao khi vào sân. Anh không mất nhiều thời gian để thích nghi với những diễn biến và cả lối chơi rắn của đối thủ. Công Phượng. Đây là một mùa giải đánh dấu sự trở lại của Xuân Trường. Và cũng là một mùa giải mà chúng ta thấy Công Phượng mỗi khi vào sân từ ghế dự bị luôn thi đấu rất hay. Không có bàn thắng cho Indonesia. Khung thành của Tấn Trường vừa rung lên. Mọi thứ qua đi, không có đá phạt, không có bàn thua cho chúng ta. Anh Cương còn nhớ nụ hôn của Tấn Trường đầu trận dành cho những cột khung thành của mình. Vâng, đó là nụ hôn của sự may mắn. Ngay kể cả khi ngã thì Tiến Linh cũng đã rất thủ thế để có thể không bị đau trước pha vào bóng của đối phương. Còn vừa rồi là một tình huống có thể coi là hay nhất của đội tuyển Indonesia từ đầu trận đến giờ. Một pha bóng phải nói là đáng khen cho Vikri, người vào sân từ băng ghế dự bị. Dũng mãnh nhưng thiếu đi sự may mắn. Đối với Tấn Trường cũng là một câu chuyện rất đặc biệt về hành trình của một thủ môn trở lại sau khoảng 6 năm. Khi là thủ môn của các đội tuyển Việt Nam thì một trong những trận đấu hay nhất của Tấn Trường là trận đấu gặp Singapore ở vòng bảng của AFF Cup 2010. Đó là khi mà chúng ta buộc phải thắng để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Và khi đó huấn luyện viên Calisto đã quyết định sử dụng thủ môn Tấn Trường thay vì thủ môn là người hùng của kỳ AFF Cup 2 năm trước đó, Dương Hồng Sơn. Và đó là một trận đấu rất hay của Tấn Trường. Trong những dấu ấn với bóng đá Việt Nam thì một trận đấu khác Tấn Trường đã chơi rất hay là trận chung kết Merdeka Cup 2008. Đội U22 Việt Nam đã đánh bại Malaysia sau là đá luân lưu. Còn vừa rồi là đường chuyền của Công Phượng dành cho Hồng Duy. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu với nhiều hơn những sự thư thái. Công Phượng, Bùi Tiến Dũng,
rất nhịp nhàng. Hồng Duy, Hoàng Đức, một điều quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ cần cố gắng để tránh chấn thương. Quang Hải, trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã thay 5 cầu thủ. Rất hay. Thêm một cầu nữa dành cho tuyển Việt Nam. Và thành! Một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Bắc Tùm của các nghệ sĩ áo đỏ. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, những thách thức đến từ những võ sĩ áo trắng ở trong hiệp 1. Và giờ đây khi An Bắc Tùm trở lại là một sân khấu bóng đá thì thực sự các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa. Những khoảnh khắc của Quang Hải đã làm bùng nổ tất cả. Và lần này đến lượt Văn Thành gọi tên tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng hô vang tên anh với một cú cứa lòng hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Và cùng với đó thì những pha bay người rất đẹp mắt của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Indonesia lại càng tô điểm thêm cho những pha lập công như vậy. Và đây là ông Park Hang-seo. Luôn là những cảm giác về những hành động xin phép được dùng từ đáng yêu từ phía vị huấn luyện viên này. Chúng tôi trong cabin bình luận cũng đã có những hành động ăn mừng và tôi tin rằng dù lúc này đã là gần 2 giờ sáng rồi, ở trên khắp đất nước Việt Nam, các cổ động viên cũng đã có những biểu đạt ăn mừng khác nhau vì chúng ta không thể ngồi im trước những pha xử lý tuyệt vời đó của các chàng trai áo đỏ cho đến lúc này. Còn hơn cả mong đợi, 4-0 rồi. Trước khi bước vào trận đấu này thì chúng ta mới chỉ ghi có 5 bàn mà thôi. 3 bàn ghi vào lưới Indonesia trong trận lượt đi, 1 bàn vào lưới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 1 bàn vào lưới Malaysia. Và hôm nay chúng ta đã có thêm 4 bàn với tổng 7 bàn thắng ghi vào lưới của Indonesia đến lúc này. Thêm một cơ hội nữa cho chúng ta, đường chuyền của Tiến Linh. Rất hay. Xuân Trường. Xuân Trường. Indonesia dường như đã bị đuối sức rồi. Và đây là lúc mà năng lượng dự trữ từ phía các cầu thủ áo đỏ mới có dịp được thể hiện. Anh cứ ngạo đội tuyển Việt Nam giống hệt như một cỗ máy được chuyển sang chế độ ghi bàn. Cứ dứt điểm là ghi bàn. Chính xác là như vậy. Dây chuyền sản xuất bàn thắng của chúng ta đã hoạt động trơn tru ở trong hiệp đấu thứ hai này. Và những câu chuyện mà chúng ta lo lắng, anh Cường ạ, về cái nắng nóng khủng khiếp ở miền đất Tây Á như UAE dường như cũng không còn là thách thức nữa khi đội bóng của Park Hang-seo biết phân phối thể lực một cách rất hợp lý và có cảm giác như chúng ta rất quen với điều kiện thời tiết này rồi. Hồng Duy, thực tế thì ngay trong hiệp đấu đầu tiên đã có những tình huống phối hợp của các cầu thủ Việt Nam cho thấy rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ với những pha đập nhả cảm giác như có trong sách giáo khoa vậy. Nhưng có lẽ vì những pha vào bóng quá ác ý, lối chơi rắn quyết liệt đã làm cho những nhịp bóng cuối cùng của chúng ta không như ý. Nhưng khi hiệp đấu thứ hai, sự bình yên trở lại thì những gì đã trở thành những pha phối hợp bài bản đã cho thấy tác dụng một cách rõ ràng. Bốn bàn thắng chỉ trong hiệp 2 đã được thực hiện. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được giới thiệu tới quý vị
là quý vị có thể theo dõi lại tất cả những bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam đã có được ở trong trận đấu ngày hôm nay, cũng như rất nhiều những thông tin cập nhật về UEFA Euro 2020, giải đấu sẽ khai mạc vào đêm thứ Bảy tuần này. Bên cạnh những thông tin mới nhất, nóng nhất, cập nhật nhất của các sự kiện thể thao, và đây rồi, trong chuyên mục VTV Sport trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, và đây rồi thưa quý vị, Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu sẽ vào sân để thay Tiến Linh. Cùng là một vị trí dứt điểm nhưng Văn Thành đã ghi bàn. Thẻ vàng dành cho ông Shin Tae-yong. Một thẻ phạt dành cho ngay cả một người không thi đấu ở trên sân bên phía đội tuyển Indonesia. Ông Shin Tae-yong đã đến Indonesia khoảng hơn một năm rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên đối đầu với đội tuyển Việt Nam của Luyện Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đến với bóng đá của chúng ta thì chưa bao giờ thua trước bất kỳ một đối thủ Đông Nam Á nào. Và ông Shin Tae-yong, cho dù đã từng giúp đội tuyển Hàn Quốc đánh bại đội tuyển Đức tại World Cup 2018, thì ngày hôm nay vẫn phải đối mặt với một kết quả nghiệt ngã. Mà anh Cường ạ, huấn luyện viên Park Hang-seo lại rất hay, luôn là nỗi ác mộng với những huấn luyện viên dự World Cup và gây ấn tượng tại World Cup. Bert van Marwijk đã từng để lại rất nhiều dấu ấn với đội tuyển Hà Lan, cũng đã từng thất bại. Nishino của đội tuyển Thái Lan cũng từng thua tại King's Cup. Và hôm nay, một người bước ra từ sân khấu lớn World Cup, ông Shin Tae-yong, không thể làm đảo ngược hoàn cảnh mà thậm chí còn phải nhận thẻ vàng. Văn Hậu có cơ hội được sống trong hơi thở của một trận đấu chính thức và làm quen với nhịp thi đấu quen thuộc của những người đồng đội. Hồng Duy, Văn Hậu, lại là một pha bóng có thể nói là ác ý nữa của cầu thủ đội bạn, đó là của Asnawi. Khi Văn Hậu vào sân thì Duy sẽ được đẩy lên đá cao như một tiền đạo cánh. Điều này đã từng xuất hiện ở trận đấu đầu tiên của chúng ta ở vòng loại với Thái Lan. Công Phượng thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định là sau lượt đấu hôm nay thì đội tuyển của chúng ta vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng G. Bất chấp kết quả của trận đấu giữa UAE và Thái Lan. Và tôi tin rằng anh Cường ạ, khi các chuyên gia, các trợ lý của ông Bert van Marwijk theo dõi trận đấu này thì cũng sẽ có những phân tích tính toán cho trận đấu có thể coi là trận chung kết của bảng đấu với UAE vào ngày 15 tháng 6 tới. Những sự cố gắng đến từ phía cầu thủ của Indonesia. Đừng bao giờ giỡn luôn, hai bên. Đừng bao giờ giỡn luôn. Giỡn cái gì không giỡn.
Trận đấu giữa đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan vẫn đang có tỷ số 2-1. Và nếu đó là một trận hòa của Thái Lan trước UAE thì đó là một kết quả tuyệt vời với chúng ta. Có vẻ như chính các cầu thủ Indonesia mới là những người không còn sức để mà đá bóng nữa rồi. Họ đúng là rất muốn tổ chức hãm thành nhưng luôn không đủ người ở trong những pha bóng như vậy. Pramata Ahan đang bị đau. Đúng là Xuân Trường kể từ khi vào sân đã chơi cực hay. Không chỉ là đường kiến tạo trong bàn thắng mở tỷ số mà Xuân Trường cũng chơi rất tốt ở trong những pha tranh chấp và những tình huống thu hồi bóng. Các cổ động viên của chúng ta đang hô vang trên những khán đài của Al Maktoum và anh Cường ạ, trong điều kiện nắng nóng như thế này thì thực sự là các cổ động viên đã được tưới mát bởi cơn mưa bàn thắng mà Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh và Tiến Linh đã mang lại. Một màn trình diễn có rất nhiều ý nghĩa đối với các cổ động viên và với đất nước của chúng ta khi mà chúng ta đang rất nỗ lực để chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Và thêm một sự động viên rất đáng quý nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi các cầu thủ của đội tuyển quốc gia đã liên tiếp ghi bàn thắng thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn để chúc mừng và biểu dương các cầu thủ và huấn luyện. Và trước khi các cầu thủ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thi đấu thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có thư động viên các cầu thủ và huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó luôn là những sự quan tâm rất kịp thời và đầy ý nghĩa để giúp cho các cầu thủ chúng ta vững tin thi đấu tại một nơi nắng nóng trước những đối thủ mạnh và cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và có thể thấy khi các cầu thủ chúng ta phải đối mặt với những tình huống vào bóng và phải đối mặt với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì rõ ràng các cầu thủ đã hiểu rằng họ vẫn phải nỗ lực hết mình vì niềm tự hào dân tộc, vì sức mạnh lớn lao của đồng bào, của những cổ động viên Việt Nam luôn ở phía sau để là động lực tuyệt vời cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Chắc hẳn là các cầu thủ sẽ cực kỳ xúc động khi nhận được sự chúc mừng và biểu dương từ phía Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Khi lúc này ở Việt Nam đã là 1:30 rạng sáng ngày 8 tháng 6 rồi. Những phút cuối cùng của trận đấu và bây giờ có thể khẳng định chắc chắn là 3 điểm sẽ thuộc về chúng ta. Đội tuyển Việt Nam sẽ xây chắc ngôi đầu với 14 điểm sau trận đấu này, 4 bàn thắng đã ghi và 14 điểm để củng cố vị trí số 1. Cơ hội tiếp tục đến với chúng ta, Hồng Duy, Xuân Trường, Hồng đó là Công Phượng. Thành Trung được vào sân trong trận chung kết SEA Games với Indonesia thì Thành Trung cũng là một trong những người chơi hay nhất của đội tuyển U22 Việt Nam. Trong tay huấn luyện Park Hang-seo vẫn còn những sự lựa chọn chất lượng ở tất cả các tuyến.
Hôm nay thì hàng phòng ngự đã chơi tốt và đội tuyển Indonesia chỉ có thể có một cơ hội với một cú đá từ ngoài khu vực 16m50. Quá nguy hiểm. Dường như là các cầu thủ chúng ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ và có sự nghiên cứu thấu đáo với đối thủ để có thể tránh được những cái pha va chạm như thế này. Kinh nghiệm từ những trận đấu khi còn rất trẻ của thế hệ hiện tại bên phía đội tuyển Việt Nam giúp chúng ta tỉnh đòn. Thưa quý vị, sau khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp có được những bàn thắng vào lưới của Indonesia thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn để chúc mừng và biểu dương các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Lời chúc mừng này cùng với lá thư động viên trước khi đội lên đường thực sự có rất nhiều ý nghĩa với thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Văn Thanh. Cả các cầu thủ chúng ta, từ cầu thủ được đá ngay từ đầu cho đến những người vào sân từ ghế dự bị đều đã chơi hay ở trong trận đấu hôm nay. Văn Thành đã chơi xuất sắc và dấu ấn lớn nhất chính là bàn thắng mà anh đã ghi được vào lưới của đội tuyển Indonesia. Nếu Văn Thành tiếp tục đá như thế này thì ngay cả khi Trọng Hoàng trở lại, huấn luyện viên Park Hang-seo hẳn cũng sẽ phải cân nhắc. Trọng Hoàng sẽ mang đến sự mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở việc hỗ trợ phòng ngự. Nhưng những gì Văn Thành thể hiện đến lúc này thực sự cho thấy là những miếng đánh của đội tuyển Việt Nam dọc biên phải đã có một sự kỳ vọng rất lớn mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho cầu thủ áo số 17 của chúng ta. Và có thể thấy khuôn mặt lo lắng của ông Park Hang-seo khi Văn Thành bị đau. Ông Park Hang-seo cho rằng đó phải là một tình huống đáng nhận thẻ phạt của cầu thủ Indonesia. Nhưng cũng giống như nhiều tình huống ở hiệp 1, không có thẻ vàng nào cả. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Và một con số 4 khác rất tuyệt vời là 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Indonesia. Và điểm số thứ 14 cũng đang chờ chúng ta. Quế Ngọc Hải. Quang Hải. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đứng ở ngoài đường biên và chỉ đạo rất to các cầu thủ ở trên sân. Xuân Trường. Đội bóng áo trắng không còn có thể theo người được nữa. Dường như họ đã cạn kiệt năng lượng rồi. Đường truyền quen thuộc. Hồng Duy. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới của Thái Lan. Thực sự là việc các trận đấu vòng loại World Cup bị lùi thời gian mang đến rất nhiều lợi thế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thời gian để họ hoàn thiện lại lối chơi vốn khá là xộc xệch ở giai đoạn tháng 10, tháng 11 năm 2019. Và bây giờ, sự trì hoãn đó giúp cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành chủ nhà của tất cả các trận đấu tại bảng G. Quá thuận lợi với đội bóng này. Nhưng đội bóng của chúng ta cũng sẽ là một thách thức thực sự đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ngay cả khi đội bóng này đã thể hiện được rất nhiều điều cho đến thời điểm này của vòng loại World Cup. Egy Fikri là cầu thủ tiếp theo phải nhận thẻ vàng bên phía đội tuyển Indonesia. Go, go, go. Go. Go.
Phút bù giờ thứ 3. Tấn Trương. Chính xác. Trọng tài cũng đã thổi phạt tiền đạo của Indonesia. Một trận đấu có thể nói là rất nhàn của Tấn Trường. Mặc dù đã là gần 2 giờ sáng rồi nhưng khắp nơi nơi chiến thắng 4-0 cho đến ngày của đội tuyển Việt Nam đang tạo nên những nguồn cảm hứng cho rất nhiều những ý tưởng ăn mừng, chúc mừng của các cổ động viên Việt Nam. Và tôi có đọc được hai câu thơ cũng rất thi vị của một cổ động viên rất yêu đội tuyển Việt Nam. Năm xưa vượt tuyết Thường Châu, năm nay nắng nắng cũng đâu nản lòng. Và thực sự là trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt như tại Dubai lúc này thì đội bóng của chúng ta đã vượt khó tuyệt vời. Nhưng không chỉ vượt khó là thời tiết khắc nghiệt, đội bóng của chúng ta cũng vượt qua một đội bóng chơi có thể nói là rất rắn như Indonesia. Và đến lúc này có thành quả là 4 bàn thắng và không phải nhận bàn thua nào, ngay cả khi đội bạn đã ở rất gần khung thành của Tấn Trường rồi. Và tiếng còi man cuộc đã vang lên. Một trận đấu tưng bừng của đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia. Và chúng ta thấy là nhiều cầu thủ của Indonesia đã đổ gục xuống. Xin được chúc mừng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo với một trận đấu quả cảm, chặt chẽ, đẳng cấp và thành công. Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi chương trình bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Oh!